Tên nghệ danh của mình là Lâm Khánh Chi. Từ nhỏ Khánh Chi sinh ra, Khánh Chi đã thích làm con gái rồi. Nhưng lúc đó chỉ thích làm mặt đầm, thích kẹp bông tai của con gái, thích trò chơi con gái. Nói chung tất cả những gì của con gái là Khánh Chi thích hết. Trong đầm mình thấy mình cũng có một gì đó nó hơi khác khác. Nhưng lúc đó còn rất nhỏ, Khánh Chi khoảng 90 tuổi hay là mười mấy tuổi, nên mình chưa xác định được cái giới tính của mình. Mình không có suy nghĩ là mình phải làm như thế nào để trở thành người con gái. Và lúc đó Việt Nam cũng chưa có cái vấn đề mà chuyển giới. Nhưng mà khi khoảng 14-15 tuổi, lúc đó cũng có nhiều người ta hay chọc ghẹo mình. Người ta thấy mình yếu, rồi mình chải chuốt quá. Và đi học chung nữa, các bạn bè có nhiều người cũng đã chọc gái hay là có bồ rồi. Mình chẳng có quen ai hết. Mình chỉ thích chơi với là con gái, nhưng mà mình lại thích đi chơi với bạn trai nhiều. Đâm ra nhiều khi mình cũng cảm thấy sao mình cũng hơi lạ lạ. Mình cũng mường tượng chắc người ta chọc ghẹo mình chắc cũng có thể là đúng. Cái cảm giác mà Khánh Chi mặc đồ con gái đầu tiên là đồ của mẹ. Tại ngày xưa Khánh Chi ở nhà Khánh Chi là lau nhà nè, giặt đồ nè, ủi đồ nè, là cái công việc Khánh Chi phụ mẹ Khánh Chi. Và tất cả đồ của mẹ Khánh Chi ủi xong là mặc lên. Tại ngày xưa nhà Khánh Chi có một cái rương rất là to, thì hay lấy đầm mũ của mẹ ra mặc, với là mấy bộ đồ bộ. Ngày xưa mẹ hay mặc mấy bộ đồ bộ bông muslin rồi đó. Mà mình nhỏ xíu mình mặc lên rộng tới rộng luôn, mà cái lưng thun mà cái kéo này cái xuống. Nhưng mình vẫn thích. Rồi mình lấy mấy cái khăn cột cổ của mẹ mình lại cột đầu. Và mặc xong mình sợ bị thấy là thay ra là phải ủi đồ lại cho mẹ. Đương nhiên là mình mặc lén lúc thì mình rất là thích. Mình chỉ biết là trời sao tự nhiên mình thích cái đầm này quá, mình thích bộ đồ bộ này quá. Nhưng có nhiều lần cũng lấy son mẹ ra xài, làm gãy son của mẹ, với lại làm còn nhỏ quá, nhưng nhiều khi mình lấy mấy cái phấn mình đánh lên, nhiều khi mình sơ ý mình rớt cả phấn bể. Thì nhiều lần mẹ có nói là tại sao son phấn mẹ bể hoài. Đó là mẹ cũng nghi ngờ. Khánh Chi nghĩ là ba mẹ Khánh Chi đã biết Khánh Chi và coi Khánh Chi như một đứa con gái chắc từ lúc mà còn nhỏ. Tại vì khi mà sanh anh hai Khánh Chi ra, cái người thứ sau đó là Khánh Chi, thì bố mẹ Khánh Chi mới đi cầu nguyện là sinh một đứa con gái. Thường thường ngày xưa người ta một trai một gái là đủ rồi. Gia đình Khánh Chi nghèo thì đâu có nghĩ mà sinh con tiếp ở đâu, thì bố mẹ cứ cầu nguyện là sinh một đứa con gái nữa, là coi như là ngưng không có sinh đẻ nữa. Cuối cùng là đẻ ra vẫn là một người con trai. Nhưng ba mẹ Khánh Chi vẫn thương như một đứa con gái. Tại Khánh Chi ngày xưa Khánh Chi cũng rất là nhỏ, tóc tai rồi hay là những cái cử chỉ nó cứ của con gái ra từ nhỏ rồi. Nó ẻo lả, nó nhẹ nhàng mà nó nhút nhát cái kiểu vậy. Bố mẹ Khánh Chi đã đặt Khánh Chi cái tên là con gái từ lúc mà đã lọt lòng, đó là Huỳnh Phương Khanh. Khi 17-18 tuổi là Khánh Chi rất là thích con trai đẹp trai. Là ở sớm có một người cũng là trong cộng đồng LGBT nói Khánh Chi á, là nhìn mày là tao biết mày bóng rồi, mà mày cứ giấu hoài. Cái chuyện đó không, em trai. Thật sự trong lòng mình biết mình cũng đã yếu, nhưng thật sự lúc đó mình cũng chưa xác định 100%. Rồi mình cũng thấy bà vui cái mình cũng đi chơi với bà. Tối đó là cái chị đó chỉ hẹn hai người con trai rất đẹp. Thì lúc đó Khánh Chi vào cái quán karaoke đó, Khánh Chi ngồi kêu bên, Khánh Chi nhút nhát lắm, nói chuyện với nhau thấy tự nhiên thấy đẹp trai thì mình cũng thích nhìn. Rồi cái đi chơi một hai lần cái về nhà bắt đầu nhớ người ta. Thì lúc đó Khánh Chi mới xác định 100% là mình là một cái giới tính trong cộng đồng LGBT. Lúc chơi chuyện giới thì Khánh Chi rất là khó khăn và rất là khổ trong chuyện tình cảm. Yêu ai Khánh Chi cũng đau khổ hết. Và mình xây dựng bao nhiêu cái hạnh phúc thì cuối cùng nó cũng tan vỡ vì mình không phải là con gái. Những người đàn ông trước đây Khánh Chi gặp cũng thương Khánh Chi lắm, nhưng mà chỉ là thương thôi, nhưng mà không có yêu. Hơn cái tình thương bạn bè với nhau, nó nửa cái tình yêu và tình thương. Và không phải tình yêu thì sẽ không bao giờ lâu bền. Quen 3 năm, 4 năm rồi, mấy anh ấy cũng bỏ Khánh Chi đi lấy vợ. Thì tất cả những người đàn ông Khánh Chi đã từng yêu là Khánh Chi từng lo cho người ta từ A tới Z. Bắt đầu người ta không có cái gì hết, mình tạo cơ hội cho xe cộ, công an việc làm. Nhưng khi mà mình lo cho họ đầy đủ hết, người ta lại nghĩ tới chuyện vợ con. Mình yêu càng nhiều, mình lo càng nhiều thì mình sẽ mất người yêu mình càng nhiều, càng sớm. Mặc dù buồn nhưng Khánh Chi chấp nhận. Tại vì sao? Tại vì mình không phải là con gái. Và mình yêu cái người đàn ông đó rồi thì mình mong muốn người yêu của mình hạnh phúc, chấp nhận rớt nước mắt, quay lưng để cho người yêu mình bước sang một trang mới. Bên kia thì đốt pháo, bên đây thì rớt nước mắt. 3 năm 7 người y chang như vậy. Rồi cuối cùng cũng nhắn một tin nhắn: anh rất thương em, nhưng vì em không phải là con gái. Nhưng mà người ta nói đúng. Thì bao nhiêu mối tình trải qua nó như vậy, tới lúc mình không còn chịu đựng được thì mình phải tìm mới chết. Và có một lần Khánh Chi nhớ, Khánh Chi mua khoảng 50 viên thuốc ngủ. Mà ngày xưa mua thuốc ngủ rất là khó, một lần phải mua mấy viên chứ không có mua được một lúc vậy đâu. Khánh Chi lên khách sạn định tự tử. Lúc đó Khánh Chi rất là hoang mang,
làm con gái thì không có, không làm được, mà sống với lại cái cuộc đời LGBT thì nó quá khổ. Thôi chết cho rồi, để kết thúc, chuẩn bị uống. Thì có cái chị đó nhắn một tin nhắn rủ mình đi chơi. Làm mày đừng buồn nữa, đi chơi với tao, mày làm con gái đi, tao dẫn mày đi đi chuyển giới. Thì lúc đó cái chị đọc cái tin nhắn, chị giật mình lại đó, ủa tại sao mình không làm con gái. Bắt đầu buồn hóc mòn, bắt đầu tim tim Khánh Chi, tim một tuần một ống, Khánh Chi tim liên tục một năm trời, bắt đầu Khánh Chi đi làm con gái. Cũng chính vì cái điều mà Khánh Chi đã từng đau khổ trong tình yêu thì Khánh Chi mới muốn làm con gái để Khánh Chi được hạnh phúc như bao nhiêu người phụ nữ khác. Khoảng năm 2005 thì lúc đó là ở Việt Nam mình cũng đã có rất nhiều người chuyển giới rồi. Và lúc đó Khánh Chi đã từng đi qua Thái Lan chơi rất nhiều rồi, và cũng biết là muốn làm con gái sẽ chuyển giới, sẽ làm con gái. Và Khánh Chi đã từng chứng kiến rất nhiều người như là Cát Tuyền nè, Siri Thái Tài nè, Lê Duy nè, ba chị đó chuyển giới trước Khánh Chi, đã từng hạnh phúc trong tình yêu. Vì vậy Khánh Chi biết một điều là nếu như mình làm con gái mình sẽ hạnh phúc, làm con gái mình mới được hạnh phúc. Phẫu thuật thì Khánh Chi chỉ phẫu thuật một lần thôi. Nhiều người qua bên đó người ta nói tại sao gan quá, cái tướng nhỏ xíu mà tại sao làm một lần. Thường thì chuyển giới nhiều bạn là người ta sẽ chia ra hai lần, bộ phận dưới trước, phần ngực sau. Có người thì người ta làm phần ngực trước, ở dưới sau. Và cũng có nhiều người người ta làm luôn một lần, nhưng phải có sức khỏe thật là tốt. Khánh Chi thì Khánh Chi không biết, lúc còn nhỏ Khánh Chi đã yếu rồi. Và khi mà Khánh Chi lớn lên 20-30 tuổi, Khánh Chi vẫn yếu hơn một người con trai bình thường. Vì vậy Khánh Chi ham quá, mình làm luôn một lần. Vì vậy cái sức khỏe Khánh Chi nó rất là yếu so với những người khác. Đương nhiên cái cuộc mổ xẻ nào nó cũng rất là đau đớn, không riêng cái vấn đề chuyển giới. Và Khánh Chi nghĩ là nếu như mình yêu thích thực sự thì dù cho là cái nỗi đau nào đi nữa mình cũng sẽ có thể vượt qua. Khánh Chi nghĩ một điều là nếu như mình có chết trên bàn mổ mình cũng chấp nhận, nếu như mình sống thì mình hạnh phúc. Chính vì vậy mà đau cỡ nào Khánh Chi vẫn vượt qua được hết. Khánh Chi uống 1.000 viên thuốc cho một tháng, sáng uống 10 viên thuốc, trưa uống 10 viên thuốc, chiều uống 10 viên thuốc, mà uống trong vòng 1 tháng mấy. Đúng 3 tháng thì vết thương Khánh Chi mới lành. Lúc đó Khánh Chi mới sinh hoạt bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Cái người bên cạnh của Khánh Chi đưa Khánh Chi đi qua Thái Lan để mà phẫu thuật là anh Cường, người yêu trước khi Khánh Chi gặp người chồng hiện tại. Khi mình bước vô cái phòng mổ, mình thấy bác sĩ để hai cái bàn to như vậy này, tất cả là dụng cụ của y khoa. Lúc đó mình rất là sợ, lúc đó là mình cảm thấy mình quá hỗn loạn, mình sợ rồi. Nhưng khi mà tỉnh lại, Khánh Chi cứ mong là làm xong rồi hai bộ phận, mình cứ lo là mình làm xong hay chưa thôi. Lúc đó cái cảm giác Khánh Chi rất là hoang mang và rất là yếu, nên mình cũng không có suy nghĩ tới vấn đề là hình hài mình như thế nào. Khi mà đẩy vào phòng hồi sức, 4 ngày sau Khánh Chi mới hết thuốc mê, khỏe rồi người ta mới đưa mình xuống phòng nghỉ dưỡng. Cái cảm giác đó không thể nào mà quên được. Lúc mà nằm trong phòng vừa đẩy ra thì mình chỉ có gờ cái ngực thôi, mình thấy băng to rồi. Nhưng thực sự bộ phận dưới mình không dám gờ, sợ chưa có làm dưới. Hỏi cái người yêu Khánh Chi là làm xong hết chưa, thì anh nói là xong hết rồi, mà anh nói 3 lần như vậy mà mình vẫn không dám rờ xuống dưới. Mình sợ chưa xong rồi đẩy mình vô làm một lần nữa là trời, là mình rất sợ. Xuống phòng nghỉ dưỡng thì Khánh Chi mới nhìn vô gương này, tự nhiên mình thấy cái khuôn mặt mình trong đó nó cũng nữ tính hơn, mặc dù lúc đó chưa có sửa cái gì trên mặt hết. Cảm giác lúc đó Khánh Chi rất là vui và rất là thích. Tại ngày xưa là mình cũng chưa bao giờ được mình có ngực hay là mình có cái bộ phận giống như một người phụ nữ. Khi Khánh Chi làm con gái thì Khánh Chi hạnh phúc liền, có người yêu thương Khánh Chi. Nhưng khoảng một thời gian sau thì hai người lại không có hợp, có những chuyện không có hiểu nhau và có những chuyện rất là đáng tiếc để cho Khánh Chi và người yêu Khánh Chi phải chia tay. Cuộc sống mà đâu phải mình tìm được một người hiểu mình dễ đâu. Người ta yêu mình á, người ta thương mình, nhưng người không hiểu mình thì không thể nào mình sống nhau được. Và chính vì vậy Khánh Chi và anh ấy cũng đã chia tay với nhau trong một cái sự liên tiếp và ngẹn ngào. Nhưng bây giờ đến bây giờ thì anh ấy cũng đã có vợ và hạnh phúc rồi. Sau cái thời gian đó thì Khánh Chi lại sống cô đơn khoảng 1 năm trời. Lúc đó sự nghiệp khởi đầu của Khánh Chi nó không được thuận lợi, sống với lại hai người giúp việc, nhưng mình cảm thấy mình rất là cô đơn và mình không có ai mà chia sẻ được cái nỗi niềm của mình hay là những cái mà phụ nữ cần có. Từ xưa Khánh Chi quen sống là phải có chồng, phải có người yêu rồi. Nhưng khi mà chia tay mối tình đó thì Khánh Chi lại sống một mình. Tất cả công việc là Khánh Chi phải tự làm,
đi sự kiện hay đi event cũng đi một mình, đi hát cũng đi một mình, rồi về nhà tối nằm ngủ cũng nằm một mình, sinh hoạt ăn uống một mình. Những tưởng trong hình hài mới của một người phụ nữ, Khánh Chi sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc hằng theo đuổi. Cô đâu hay 365 ngày phía trước sẽ lại là con đường đơn côi quạnh quẽ. Sau những giờ làm việc mệt nhoài, cô trở về nấu quả quýt bát mì tôm vô vị cho bữa tối. Mỗi sáng, Khánh Chi tỉnh giấc trong căn nhà trống trải vì thiếu hơi ấm lứa đôi. Đã không ít lần nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ những ngày mưa, cô chạnh lòng thương cho đường tình duyên trắc trở. Khánh Chi đã chiến đấu cho một ước mơ bình dị, nhưng con đường phía trước liệu có chăng một người sẽ cùng cô san sẻ?